Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn, Công an huyện Vũ Bản phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai nhiều biện pháp công tác nhằm phòng ngừa và hạn chế thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt chạy qua địa bàn. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tin trật tự an toàn giao thông tuần qua. Để ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, bến phà Sa Cao Thái Hạc thành lập ban chỉ huy và hai tổ xung kích phòng chống thiên tai gồm 28 người, yêu cầu nhân viên trực 100% quân số khi có thiên tai xảy ra. Bến phà Sa Cao Thái Hạc tiến hành kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện hiện có, gồm một cano, một phà 30 tấn, một phà tự hành và một phà mini để đảm bảo các phương tiện luôn trong tình trạng kỹ thuật vận hành tốt, hoàn thành việc nạo vét âu cất giữ phương tiện kiểm tra toàn bộ các hố neo xung quanh bờ Âu để sẵn sàng cất dấu phương tiện khi có lệnh. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Bến phà Sa Cao Thái Hạc chuẩn bị sẵn 400 lít dầu diesel, 120 kg chảo ni lông D35, 40 phao tròn nhựa, 1 phao bè, 120 kg cáp D16. 6 hố thế ở hai bờ Âu. 40 áo phao sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Mùa mưa bão năm nay dự báo sẽ có diễn biến phức tạp. Các chủ phương tiện và người dân tham gia giao thông đường thủy cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là các quy định về việc sử dụng áo phao và các quy tắc an toàn khác khi đi đò phà nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn đường thủy có thể xảy ra. Để kiềm chế những thiệt hại giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông do xe quá tải trọng gây ra, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Nghĩa Hưng phối hợp với thanh tra sở giao thông vận tải tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm có nhiều xe tải nặng và xe có dấu hiệu vi phạm tải trọng hoạt động bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân sách tay. Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Nghĩa Hưng đã xử lý 5 trường hợp vi phạm về quy định chở hàng quá tải trọng, phạt tiền 88 triệu đồng. Trong đó có một trường hợp vi phạm chở quá tải trọng từ 10 đến 30%, hai trường hợp vi phạm chở quá tải trọng từ 30 đến 50%, và hai trường hợp vi phạm trở quá tải trọng trên 150%. Tước 4 giấy phép lái xe, 4 giấy kiểm định xe. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Nghĩa Hưng tích cực tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển, người xếp hàng và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe. Thưa quý vị, thưa các bạn, tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn huyện Vũ Bản có chiều dài hơn 14 km với 36 đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt, trong đó có 18 đường ngang hợp pháp có hệ thống cảnh báo tự động, có người gác ghi và cảnh giới, 18 lối đi dân sinh tự mở qua cánh đồng, nghĩa trang có tầm nhìn quan sát không đảm bảo nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ở những lối đi dân sinh này là rất cao. Nhằm khắc phục những tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, công an huyện Vũ Bản thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường sắt Phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh và các nhà ga trên địa bàn trong việc đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Thực hiện kiểm tra, giả sát toàn bộ các đường dân sinh, xác định những vị trí có thể xây dựng đường gom, tạo lối đi chung để xóa bỏ đường dân sinh cắt qua đường sắt. Tăng cường sự chú ý và cảnh báo cho người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi qua đường sắt, nâng cao công tác đảm bảo an toàn. Ngành đường sắt hiện nay là rất quan tâm về các cái đường ngang và lối đi tự mở rất nhiều biện pháp và đầu tư rất nhiều tiền. mà làm lắp chắn tự động rồi thu hẹp lối đi rồi công tác tuyên truyền đến người dân xung quanh đường sắt. Cái ý thức tham gia của người tham gia giao thông là chưa cao, nghĩa là vẫn còn cái vi phạm về cái tham gia giao thông cho nên là xảy ra những cái vụ việc tai nạn rất đáng tiếc. Mặc dù là những cái hoạt động của cái chắn đường ngang rất là tốt. Chính quyền địa phương làm sao để cho người dân có ý thức được khi tham gia giao thông và chấp hành những cái luật giao thông và cái tín hiệu thông báo của đường sắt khi đã báo đã có tàu thì tốt nhất là nên dừng lại đúng quy định. Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Vũ Bản thường xuyên có mặt tại các đường ngang dân sinh, nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông để tuyên truyền nhắc nhở người dân khi lưu thông qua đường sắt và điều tiết giao thông tại các khu vực này trao đổi với chúng tôi tại một số khu vực có lượng người và phương tiện lưu thông đông và một số đường ngang dân sinh tự mở qua đường sắt, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Vũ Bản cho biết, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt qua địa bàn rất phức tạp, trên toàn tuyến đường sắt chạy qua địa bàn huyện có đến 18 lối đi dân sinh tự mở ra cánh đồng nghĩa trang và một số qua khu vực nhà dân nên nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt rất cao. Mặt khác, lực lượng cảnh sát giao thông của công an huyện Vũ Bản không đủ để giải đều trên toàn tuyến nên hạn chế việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực này. Và điều quan trọng lấy ý thức chấp hành luật giao thông của người dân chưa cao dẫn đến việc quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt gặp nhiều khó khăn. Địa bàn xã Liên Minh thì có khoảng gần 4 km đường sắt Bắc Nam chạy qua. Cũng là cái địa bàn mà có rất phức tạp về vấn đề an toàn giao thông thì trong những năm qua về cái giải pháp thì chính quyền xã cùng đã chỉ đạo lực lượng công an à, thường xuyên có cái công tác tuyên truyền nhân dân là chấp hành cái luật lệ an toàn giao thông đường bộ cũng như đường sắt và năm nào chúng tôi cũng tổ chức là ít nhất có hai đợt đi phát quang cây cối trên đường 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 sắt để, để để mở rộng cái tầm nhìn còn về cái vụ tai nạn vừa rồi thì tại cái điểm uh, giao cắt giữa đường sắt Bắc Nam và uh, cái tại khu vực hỗ sở thì đây là một cái điểm mà uh, cái mật độ giao thông rất là là đông đấy các anh thấy là rất là đông thì à, uh, uh, cái việc mà không may nó xảy ra hôm vừa rồi thì chúng tôi cũng rất là đáng tiếc bởi vì về hệ thống đèn báo rồi là cảnh báo của ngành đường sắt thì về cơ bản là tốt thế nhưng mà nó cũng còn một số bất cập ví dụ như là cái thanh chắn thì nó chỉ chắn được một nửa đường thôi thì nó vẫn còn một nửa để người dân người ta có thể lách lên được hay là tại một số cái hàng rào đường sắt thì hiện nay là có thể là do người dân tự tháo rỡ hoặc là mở lối đi hoặc là bị kẻ trộm nó tháo rỡ thì đề nghị ngành đường sắt cần có khắc phục và rào chắn kịp thời để hạn chế cái việc người dân là đi tắt qua đường sắt để phòng ngừa hạn chế số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại các lối đi tự mở đội cảnh sát giao thông đường sắt phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tăng cường phối hợp với công an huyện vụ bản tổ chức kiểm tra ra soát toàn bộ các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn xác định các điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt tăng cường bố trí lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy tắc giao thông tại các lối đi tự mở nhất là tại các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt đến các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ người dân trên địa bàn để nâng cao hiểu biết pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành kiến nghị các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan trên địa bàn chính quyền ban an toàn giao thông sở giao thông vận tải các đơn vị đường sắt thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại các lối đi tự mở. Hiện nay trên địa bàn huyện Vũ Bản là có khoảng 36 cái lối đi gồm bao gồm cả hợp pháp và tự mở trên địa bàn huyện. Đặc thù huyện Vũ Bản là những cái lối đi này thì đều liên quan đến cái khu vực đường quốc lộ và cũng như là liên quan đến những cái khu vực người dân hay đi qua lại nhiều, đặc biệt là qua cái khu vực khu công nghiệp Bảo Minh. Thế thì thời gian vừa qua thì công an huyện Vũ Bản đã tham mưu ban an toàn giao thông huyện phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn một là phát quang cây cối hai là tháo gỡ những cái biển báo uh, trên che uh, khuất tầm nhìn người dân khi đi qua các uh, đường sắt ba là tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện các quy định về an toàn giao thông tuy nhiên thì ở trên địa bàn huyện có 18 cái lối đi tự mở có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp hiện nay không bố trí được uh, gác chắn hay là uh, không bố trí được gác chắn hay là là người gác Thế nên là cũng đề nghị là các đơn vị của đường sắt khẩn trương là tiến hành các biện pháp làm sao bịt lại những cái đường đấy để cho đảm bảo cái an toàn giao thông. Từ nay đến cuối năm, công an huyện Phổ Bản tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho cán bộ và nhân dân, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường sắt gây ra. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chuyển hướng ở các điểm giao cắt trên quốc lộ cần thiết phải quan sát gương, có tín hiệu xin chuyển hướng, giảm tốc độ. Người điều khiển phương tiện xe tải, xe khách khi lưu thông trên quốc lộ có giao thông hỗn hợp với xe mô tô, xe gắn máy cần chú trọng quan sát giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ. Một cẩm nang đi đường đã khép lại tạp chí an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình Nam Định. Mọi thông tin liên quan đến vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những gương điển hình trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông, quý vị và các bạn gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ tạp chí an toàn giao thông, đài phát thanh truyền Nam Định, số 6 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định hoặc gửi qua địa chỉ email an toàn giao thông ntv a gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại.